Bắt nay sao mày siêu hay luôn này. Dù là sắp thi rồi cho nên phải vẫn phải dạy những bài này thì mình nó là lý thuyết rất hay. 2.1. Đích vô hướng. Đích vô một à. Hướng à, tích vô hướng cái này một duy hai đây. Siêu dễ hiểu, siêu dễ hiểu đấy, hiểu chưa, hiểu có thế nhỉ, siêu dễ, dễ đấy. Nào nhớ muốn có gấu thì chúng ta phải gì, có điểm chung nhá. Có gấu thì có cái chung nhá, chung đấy, điểm chung của nó rồi. Nhớ thì chiều qua đấy, nhớ có gấu điểm chung phát hiểu bài này đấy. Sau ta có vector A nhá, vector B. Đấy. Hai vectơ này là chung gốc. Đấy. Đây. Để tìm lại. Tìm đúng không? Đấy, nhìn này. Như sau này. Ví dụ vectơ A bò. Thì học đầu năm lý thuyết là A bò vậy. A là gì? A là gốc. Đấy. Vectơ AD thì A cũng là gì? Gốc đấy, a bò và a dê thì a và còn a bò thì a là gốc, còn a dê thì a là gốc đấy, thì chúng ta nhớ là chung gốc là được đấy, ok chưa. Đấy. Tiếp theo chẳng qua nhắc kiến thức thôi, nhiều đứa sẽ bị quên quên thức hai vectơ bằng nhau đấy, hai vectơ bằng nhau thì đây lại kiến thức này, ví dụ như sau thì cùng phương chưa, ba điều là cùng phương, cùng phương đấy thì là gì, song song trùng cùng chiều đấy, dụng đây là từ trái sang phải, phải trái, dễ hiểu chưa, và cùng phương cùng chiều và cùng lỗ lớn đấy. Được chưa, song song này đúng không, trái sang phải và cùng lỗ lớn, ok chưa, đi bài nhá. Vậy thì có thầy chưa, thầy đâu có làm thầy dạy trước mình tất luôn, các thầy không bao giờ thầy dạy ôn tập gì cả, chỉ ôn tập học kỳ giữa kỳ học kỳ thôi, còn lại tất cả bài thầy sẽ dạy trước cho mình môn hình đấy. Chưa, tiếp theo hiểu ở đấy thì bên bên làm được bài tập được chưa, tích hướng rất dễ hiểu đấy, chẳng qua là thức cũ thôi, nhớ có gấu thì phải chung được chưa, xong chưa. Nào tích vô hướng, tích vô hướng nhá, vectơ A này nhân vectơ B bằng một số, ok chưa, nào vectơ A nhân vectơ B bằng cái này độ dài, nhiều đứa đọc là giá trị tuyệt đối là không đúng đâu, độ dài của vectơ A nhân độ dài vectơ bò nhân cốt góc giữa vectơ A và vectơ bò. Nào nếu hai vectơ A rất hay, cái này rất nhiều đi thi nhiều này, và này đi thi rất nhiều cho nhiều này, hai vectơ A và vectơ B nó vô vào nhau, hỏi cái cốt nào góc giữa A và B đúng chưa, AB bằng 90 độ đúng chưa, thì đố biết cái tích vô hướng của A nhân B bằng bao nhiêu đấy, tư duy não như nào, có bao nhiêu bình luận đi. Học cái này được cái rất hay nè, đừng nhắn trực tiếp mà nhắn tự tin, nhắn mọi người, ai biết là ai ai đâu, mình trốn luôn học luôn đấy, nhắn mặt đến mọi người nhá, nhắn mọi người đi, đừng đừng nhắn tự tin lên chưa, đừng sợ sống sống tự tin lên chứ, đừng người ta lo mình là béo là gầy, sợ nó xấu thì không, hãy tự tin lên mình được nhá. Đã. Nào chat lại nào, tự tin lên, nhắn một
2, 0, âm 1, âm 2, cái gì gì đấy. Nào, hoặc là, thầy ơi, cái này con chụp tới. Ừ, không biết, không sao cả, không biết thì đi học, gì đâu. Nào, bình luận lại nào. Nhiều đứa phải chịu có nghĩ nhá, trốn đâu rồi. Nghĩ đi, rồi, không sao, sai thì sửa. Mình sai thì mình sửa, không có gì cả. Sợ nghĩa là mình không chịu dùng não nghĩ. Bởi vì cái đầu của mình, con thỏ, nó không chịu dùng nghĩ gì cả. Con rùa nó bảo là chữ nghĩa vật, đã nghĩ chưa? Đấy, được chưa? Sai thì sửa, nhìn thấy này, tụi bây giờ thấy làm sai này. Cả sai không sao, cả sai thì sửa như sao này, nghĩ này. Bây giờ mình hiểu là, thay công thức. Bởi vì đúng không? Có những thằng nếm, thằng thầy học kém thì thay công thức ở đây. Độ giải A, không biết bao nhiêu thay công thức, được chưa? Độ giải A nhân độ giải B nhân góc giữa hai nó vuông góc 90 độ đúng không? Cốt 90 độ. Đó. Ấn máy tính cốt 90 độ bằng bao nhiêu? Ấn ra ấn bằng mấy? Ấn bằng mấy? Bằng 0, đúng chưa? Vậy là thằng này 0 đúng không? Vậy tích của này bằng mấy? Bằng 0, được chưa? Rất hay đúng không? Đấy, đi thi tích vô hướng khi mà hai thằng đường nó vuông vào nhau là bằng số 0. Số 0 điểm vector 0 nhá. Đấy. Xong hết kiến thức rồi. Nhìn số 1. Chỉ cần thầy 30 phút thôi thầy thôi là mình hiểu bài kinh khủng sức tổng luôn. Đấy, hay không? Mình tập trung cho môn nào, bình luận tương tác nào cũng không biết lắm ạ. Thầy ơi, đây con xem đâu, con chưa biết. Đấy, nó khác hẳn. Còn mình cứ trốn, mình không chịu làm gì, không tương tác gì cả, thì không thể cứu được đâu. Đấy. Nếu học theo nhiều lâu thì biết đúng không? Nó rất là dễ hiểu, đấy. Bởi vì không chịu tương tác nhiều, uy một chỗ không chịu, não không chịu hoạt động. Thì số 1, cho ta các A, B, C đều. Chưa? Đều có độ dài cạnh bằng 4. Chưa? Các cạnh bằng 4. H là trung điểm. Trung điểm của bó C. Chưa? Chưa bó C. Tính ý nha. Tích vướng A bò nhân AC bằng bao nhiêu? Xong xong thì đổi sang live stream thêm với anh. Thêm lùi lùi live stream nữa cho nó. Người vào xem nó vui. Anh yêu nhỉ? Nào. Biết chưa vẽ hình đã đúng không? Chưa hiểu học vẽ hình đã. Tao đều đúng không? Chuẩn chỉ người ghé. Mình hiểu tao. Được. Đấy, bài này thật ra không khó thế nào cả. Dù là bởi vì sao nó không khó. Cứ cố tình cho thế này. Cái này 4 này. 4 này. 4 này. 4 hơi xa, xa xa tí. H trung điểm mà. 4. Chưa? Cố tình cho dễ. Đây thật ra không rất là dễ bởi vì sao? Nhìn kỹ về sao thì dễ. Bởi vì A bò và AC để nhìn nghe tư duy tại sao dễ này. Nhiều đứa làm được luôn này. A bò AC vậy thì nó nói được đầu rồi là hai đứa chung gốc. A bò gốc là A, chưa? AC gốc là A, đúng không? Gốc là A thì vậy là chung gốc A luôn, thay luôn công thức, đúng chưa? A bò nhân AC này bằng độ dài, độ dài nhá, vectơ AB không phải là tự nhiên đập nào đọc nào là giá trị đồ đâu, sai luôn rồi. Độ dài của vectơ AC nhân cốt giữa vector A bò và AC thì đâu ra đáp án chưa? Rồi có nhận được đáp án rồi. A bò 4, AC 4, đúng không? Đương nhiên nó đều thì tất cả cạnh bằng nhau, chưa? Cốt của AB AC không biết bao nhiêu. Trời ơi, A bò AC đây, góc giữa nó thì tam giác đều gì? Thì gì? Mỗi góc gì? Mỗi góc bao nhiêu? Bằng 60 độ gì đâu? Đây. À, đơn giản, cốt 60 độ, quá đơn giản. Ấn máy tính, ấn đấy. Cốt 60 độ ấn thật nhanh là tư duy nhanh là 1/2 trong 8. Chúc mừng chúng ta là đúng A nhá.
Đáp án câu A 8 nhá. Câu A siêu dễ nào. Nếu cho nó được học rồi hãy làm trước câu B, được chưa? Tính vector A bò nhân vector bò cún nào. Tính đi. A bò nhân bò cún bằng bao nhiêu? Đấy. Hãy tính nào. Không biết. Nhắn thầy ơi, chưa học, chưa biết, còn chưa nghĩ ra, cần thêm thời gian nữa. Hãy tương tác nhiều vào. Còn không thể cứu được, không thể nào trốn được đâu. Sẽ có cháu học rồi, cháu chưa học đúng không? Đấy là sẽ biết được cái này, không sao cả nhá. Đấy, mình kệ, mình không biết, ở coi như mình mới học đi. Chà, rồi đáp án đã có rồi, biết đúng hay sai không sao đúng không? Đấy, tự tin là chưa học thì nghe nhận ra ấy, thì bảo này rất nhiều cháu ấy chưa học đấy, nhất là em nó cả cái học sinh của thầy chưa học, nhưng mà người ta tư duy người ta vẫn làm được bài này, bởi nếu thật sự nó hiểu cái đầu cái mà thầy đã nói từ đầu giờ đấy, hay ở chỗ đấy. Ở thầy sao thế, mình hiểu từ đầu giờ đấy, đầu giờ thầy nói gì, hai cái này nó gì, nó chung gốc là xong đấy, có gấu điểm chung, hiểu không? Đấy, vậy là nếu mình tư duy một cái là hiểu, mình phải tư duy chứ, mình lên trên mạng mình học mấy cái thầy cô rất là giảm cho mình, rất là cái trắc nghiệm nhanh ý, máy tính ý, nó thật ra nó chỉ là những bài từ 8 từ 7 8 để trở xuống thôi, từ 8 để trở lên thì tất cả những đấy đều vứt hết nhá. Đấy, phải nâng cao thì quá đi, có phương ấn máy tính thì ấn sao được, nó chống KCO luôn, phải ấn nhá. Nếu mà thật sự thầy học này, thầy nó có thể tư duy đấy, thầy cố tình gợi ý cho mình là hai vẽ hai tấm, có hai tấm hai tấm bằng nhau rồi đúng chưa, cái một chưa, xin phép trình bày cái một nha. Vẽ nếu thằng nào cho nó thích học môn mỹ thuật hồi xưa nó vẽ thì cái một nào. Bây giờ nhìn này, chi tiết tư duy như sau, rất là dễ thôi, chẳng qua nhiều đứa không biết là bắt đầu từ đâu. Thầy vẫn nhắc bạn là trung gốc, vậy ở đây a bò và bò c thì nhìn mắt tư duy mắt nhanh, hát cho hai con gì điểm gì chung, chát chát ngay điểm gì chung nào, nhanh tay nhắm mắt điểm gì chung, a bò và bò c chung chung điểm gì, có cái gì chung rồi đúng chưa, có gì rồi, có con bò rồi đúng chưa, con bò đúng chưa, đấy có gì, con bò con gì, con a con chó, tất nhiên là con bò đấy, nhưng mà nó không sắp xếp đúng đúng như cái ta học đúng chưa, phải đúng như cái ta học cơ, là trung gốc nhưng mà bắt đầu từ gốc bò, phải đổi sang cái thằng này bò c từ giữ nguyên, a bò đổi sang vector nào đó đúng chưa, bằng vector gì a bò nhưng mà bắt đầu từ gì, từ b chưa, thì vẽ thôi, nếu học chắc kiến thức từ lúc đầu năm ấy thì vẽ rất đơn giản, a bò là bốn không thì vẽ vector bằng vector a bò mà nó đi xuống đúng không đó. Đúng, hai vector bằng nhau đã biết đầu giờ rồi chưa, đi xuống ok chưa, đấy đi xuống này, đã nhìn này đấy chưa, độ dài và độ dài của thằng a bò ok chưa, đấy đi xuống được chưa, độ dài và độ dài của a bò đấy bằng 4. Đầu tiên là cùng phương đúng không, cùng phương rồi đúng không, đây là chỗ hai thằng trùng nhau này, cùng chiều đi xuống, độ lớn à, độ lớn bốn nhau, bốn đặt tên nó b. Cái một vẽ biến vector a bò bằng vector gì, b hiểu chưa, ta nó ta đập công thức ok chưa, đập đi thế chưa, đập đi bây giờ tra đi nào, đừng đập công thức đi nào, đấy hãy đập công thức đi nào, đập đi nào, tích gì đi, đập đi, bây giờ biết rồi không, biết rồi nên là người đập công thức đi, nó đã chung gốc rồi đấy được chưa, đập công thức đi nào, tính đi, nhưng là sao nó chưa biết tính, biết tính đi đấy được chưa, lúc đầu tiên mình sai đúng không, nhưng không sao cả, đầu tiên mình đấy biết làm ngay, còn đứa còn cháu ấy bảo là thế con sẽ phải làm vậy, đấy biết làm chưa, đấy đó, mình phải tư duy cái hiểu ngay nào, số này độ dài BE nhân độ dài của bò C, đúng rồi, nhân cốt của góc giữa vector BE
và bó C. Và độ dài BE là mấy? 4. Bó C 4. Mình ta đã đều hết. Cốt của vector BE và BC. Nhưng mà thế ơi. Cái này gì các em có biết? Trời ơi. Nhưng mà thằng này này, và thằng này làm sao? Kê bù. Được chưa? Thằng này nó là 6 biết độ. Hỏi nó bao độ nào? Kê bù tổng bao nhiêu? Tổng là 180 độ. Vậy ông bò bao nhiêu độ nào? Cho đi, cho não tương tác nào, cho não phát triển nào. Bao nhiêu? Đấy, đơn giản ra ngay. Bao nhiêu? Kê bù không? 180 làm sao? Trừ làm sao? Trừ đi thằng kia. 80 là gì? Cốt 120 độ có gì đâu. Đúng chưa? Đấy. Ấn máy tính thôi. Không biết ấn máy tính mà tính nhẩm nhanh nhìn biết ngay là cốt âm rồi. Âm 1 phần 2 cốt 160 độ rằng thì bằng gì 1 phần 2 cốt 120 độ thì bằng âm 1 phần 2. Âm 8. Đấy chỉ là cách 1 thôi. Được chưa? Chứ còn nữa là cách 1 nha. Nếu mà làm cách vẽ. Cách 2. Cách 2 hay hơn, không cần phải vẽ cách 2, không cần phải vẽ màu mè gì cả. Cách 2 chỉ cần biến đổi thôi. Nào. Rất là nhanh tư duy hay cách 2 này. A bò, đúng không? Và bò C thì vẫn nhớ giống cái thằng cách 1 là mình thì vẫn phải làm trung gốc. Nhưng mà cách 1 phải vẽ vào, cách 2 không cần thế. Ta sử dụng chiêu thức đấy. Hoán đổi thần trưởng nào, hoán đổi nào. Hai vector gì? Đối nhau, đấy. Anh và em lại gì nào? Đổi chỗ nào. Đây, chuyện này nhá. A bò này nhân bò C này bằng nhìn này. Nhìn kỹ này. Đổi chỗ A bò thành gì? Bò A. Đổi dấu cộng, chỗ này không hiểu là dấu gì là cộng nhá. Trừ, được chưa? Bò C giữ nguyên. Đấy. Thấy nhá, hiểu chưa? Đổi chỗ bò lên trước, A xuống sau, đổi dấu cộng thành trừ, được chưa? Tổng trừ này không liên quan đến nhá mày đưa nhá. Kệ nó. Thành số rồi. Độ dài bò A. Độ dài bò C. Nhân cốt của bò A bò C nào. Bò A này, bò C này, vector này. Mà cốt của bò A bò C bao độ nhỉ? Bao nhiêu nhỉ? Bò A bò C bao nhiêu? Ấn đi. Phải cốt của bò A bò C bao độ nào? Bò A bò C. Đấy, bao nhiêu độ đây? Ờ, cốt sổ của nó ấy 60 độ, bạn ấn thay số nào? Trừ đi bò A là 4. Bò C 4. Cốt của 60 độ. Ấn nào, bao nhiêu? Ấn hết, bao nhiêu? Đáp số cùng bao nhiêu? Đáp số phải nó ra bằng cách 1 chứ, nếu mà ra khác nhau cách 1 thì sai. Ok. Đấy, đơn giản, hãy chat nhiều, tương tác nhiều, không biết mà không biết, thôi. À, em biết, con không biết. Được chưa? Chưa học đến, không sao cả. Không chưa học bây giờ học gì đâu. Học một lần trước đi, không ngấm một lần, ngấm luôn một lần đi. Thì lên lớp đỡ phải thì ngấm một lần thứ hai là hiểu ngay. Còn nếu mà mình học cảm giác mình học hơi yếu một chút thì anh cố gắng ngấm rất nhiều. Hiểu rồi thì bắt đầu tương tác nhiều hơn cho các bạn động lực để học cùng. Đấy, tạo không khí sôi nổi. Đi học nó buồn ngủ làm sao chịu được, đúng không? Nhóm nào thì ít học, cả ít học sinh nhiều học sinh thì sự tương tác rất quan trọng. Tương tác đấy, mình thấy mình biết rồi thôi, để cho nó chúng nó tự làm đi. Không phải đôi khi mình chat mình sai gì đó, sai đôi khi nó lại giúp đỡ được nhiều người. Ok, thì mình sắp vào tình hay mọi về tí rồi nào. Dạ, ý tiếp theo ý đấy, vậy chúng ta có hai cách, là một là cách vẽ hình, hai là cách làm nhanh nào. Ý C thầy sẽ làm, nhìn xem là cách này mình thì làm cách nào, tùy mình nhá, tùy thể nhiều đứa thế rồi. Em thích vẽ hình, con thích vẽ hình chẳng sao cả, đứa thì thích làm nhanh kiểu ý cách hai sao cả. Vector HA nhân CA đấy, HA nhân CA làm nào đây?
Chưa? Nào. Đó đâu? Như thế rồi, bắt đầu cũng không bắt đầu từ đâu cả. Buồn thế nào. Ok. Rồi, này làm ấy có thể là sai, cái đúng. Hãy làm đi, nháp đi. Còn ngồi yên một chỗ chờ chữa thì thôi, cuộc đời cho cũng easy còn thì nó bị thụ động. Đấy. Có thể đúng, có thể sai, chưa? Nhưng mà làm mình định làm cái gì? Thì bài này thực ra đấy nhiều đứa nó bảo thế rồi à, em sẽ làm cách số 1 đấy, con sẽ làm cách số 2, quan trọng gì đâu, ok chưa, làm như sao đúng được đấy, thầy thấy mấy đứa mình vừa luận mỗi đứa đáp án là thế nào đấy. Không sao cả, này nhìn này, bây giờ thầy bảo này, nếu là thầy sẽ đưa về cái cách nào mà nó dễ nhất, thì nhìn nhìn nó xem đi. Rõ ràng mình thấy cách một nó phải có vẻ hơi khó một chút, bởi vì nó phải vẽ vẽ cái gì cả thầy, đúng không, vẽ vẽ nhiều. Mà cách hai tối ưu hơn, nó đỡ nhiều, nó chỉ biến đổi thôi. Đấy. Vậy bây giờ bài này biến đổi gì nào? Nào, chat đội thầy nào, bây giờ nhìn thằng này này. Mình sẽ làm thế nào, tụ biến đổi kiểu gì? Là biến đổi gì? Biến đổi chung chung gốc gì? Đấy. Chat nào, chat chung 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 gì nào? Chat nhanh à, chung chung gì nào? Chung A, chung C, chung H, chung cái gì là chắc nhanh để sửa sửa đưa tất cả chiêu thức mới thôi. Đấy. Thế bảo 2 phút, 30 phút thì 30 phút thôi là đủ hiểu bài rồi. Chưa? Cái này nhìn ngay này, chung A đúng không? Chung A, đấy, chung A, chung B, chung H nào? Đấy, chung C nào? Chung đáp án à. Thì thầy sẽ làm như sau này các bạn này. Nếu mà làm cái một nó rất là dài mà thể hiện, tất nhiên mình thầy dạy dạy cái mình rồi mình sẽ có thể làm được đấy, vẽ thêm hình vào. Đấy. Bằng lý thuyết đây hai cái tuần nhau vào, nhưng mà nếu mình làm sao để nhanh hơn này, chung A chung gốc, A là gốc gốc đúng không, thì phải đổi là gì, vector A H A này đổi chỗ chưa, A trước H sau và thêm dấu trừ, ok chưa, tiếp theo C A này cũng thế, đổi chỗ nhân dữ hiểu gì và thêm dấu trừ A trước C sau thì dấu trừ. Được chưa? Trừ nhân trừ bằng gì? Cộng. Nào nhìn lên này. Nhanh chưa? Đấy, nhanh không? Nào, các bạn này mang đi này. Xong chưa? Đúng rồi. Trung gốc rồi. Độ dài AH. Độ dài của AC nhân cốt của góc giữa chúng. Thì cốt của AH là AC bao nhiêu? Bao độ đây? Nhiều đứa chắc thầy có bao độ nào? Nhiều đứa thầy không biết bao độ chết. Bảo con em cháu biết con này là 60 độ thôi. Có mấy ông kia cháu không biết. Buồn lắm, thật sự. Nào chắc đi nào, không biết thì cũng phải chắc vào đấy. Có gì đâu, trong tác đều đúng không? Thì AH nó là đường gì? Đường cao rồi đúng không? Chỗ này là phân là đường cao này, đường phân gì trung tuyến ấy, nó phân giác thôi, này xong 30 độ chia đôi thôi là chưa, nào bằng AH chữ BH không biết tính à, đấy nhiều không nữa nữa là bài này thì không biết tính nhá, có tính nào bây giờ không biết tính AH nào điểm thế này sao gì cả, AH điểm A ta vuông đúng chưa, ta vuông đâu thì ta vuông gì đây, AHC yeah. Vuông tại điểm H. Chưa? Chưa? Được không? Ok chưa? Đấy, tiếp này. Có thể H đúng không? Thì cái AH là gì? Chậm có bình hoa nhỏ kém đi. A bình cộng HC bình bằng AC bình. Nào. Thay số. AH không biết. HC nếu bạn không biết làm gì cả, HC thì mình trung điểm thôi, bây giờ thằng này nó cạnh gì bằng nhau đúng không, thằng này là 4 thì thằng này là 2 thôi, 2 bình bằng AC bình là 4 bình, nào AH mấy nào, tính nhất thành cái mấy nào,
Đến vị mấy điểm nào? Đến vị này. Đấy. Rồi. Ok. Chả có gì cả, tính ra bình thường thôi. 4 bình 16, 16 số đi 4, 2 bình là 4 đúng không? Là 12. Đúng không? AH bằng AH bình bằng 12. Chứ chắc AH thì ra bằng căn 12 là mấy? Hai căn 3 đúng không? Mà trừ cái 2 căn 3 ấy, đúng chưa? Trừ 2 căn 3 loại vì độ dài hướng dương. Đúng chưa? Đấy. Tiếp theo thay số. Thay số đây này. AH là bằng 2 căn 3 nhân AC 4 nhân cos của nó xong, số độ bằng ấn định. Chịu khó chắc nhanh được vào học nhiều bài khác hơn, nó hay hơn. Mình còn trời này ít ít bài hay lắm vì hết giờ. Đấy. Cứ phải chịu khó chắc nhiều bài thì thầy tương tác nhanh được nhiều bài hay hơn. Nào mấy nào, đáp án bao nhiêu? Rồi. Chắc là gì ấy vì đấy là thế đấy. 2 căn 3 nhân 4 cơ mà. À nó thật ra nó là cha khác 6 độ là sai luôn đấy. Gì đấy? Lừa đấy, còn 30 chứ. Đấy, hiểu chưa? Nếu là mà cha được khi thầy 30 là ra đảo ngay. Số 10 là đảo ngay, 30. Nào bao nhiêu? Rồi nào, 2 căn nhiều đứa mình lú rồi đấy. 2 căn 3 nhân 4 nhân căn 3 trên 2. Đúng chưa? Căn 3 là hết, đúng không? 2 2 là căn 3 là 3 đúng không? 12. Đứa nào sắm về sắm độ thì thầy là tuyệt đối là nhưng mà rất tiếc là bị thầy lừa. Nào, được chưa? Sẽ giải ý sẽ tiếp theo này. Thì 30 phút thôi, nhanh ngon nhẹ không vào đâu thế này đâu. Nào, AH nhân BC bằng hỏi chấm. Làm đi. Bao nhiêu? Con này làm trong vòng 0,1 giây nhé. Bao nhiêu chắc đi. Đấy. Cái 1, cái 2 tùy. Nếu thầy làm thì nó chỉ làm khoảng trong 0,1 giây thôi. Rồi nào. Rồi cái này rất nhanh này, cái này là hiểu bài nhanh này này đấy. Tích vô hướng không? Của AHBC. AHBC làm sao? Úi giời, làm sao đây? Nó vuông. Chưa? Chưa. Cho nên bằng gì? Không một giây, không. Số không luôn. Yeah. Cứ nhớ nhá, chìa khóa này. Chân bự. Ngót chân của Asin đấy. Vô góc 2 mét góc nhé thì không chấm hết, có thể là hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi đấy, hình thoi cần chéo đấy chưa, thì nhớ vô góc là không đấy, sang bài khác chưa, rất hay, đơn giản dễ hiểu, cứ nhớ góc là không hết, chả quan tâm gì cả. Đây AHBC, AH phải tư duy nhanh này, AHBC này, AHBC có thể gì, AH nhân với cả vector gì BH đó. Đấy, chưa? Cũng thế, đúng không? HA nhân với cả C bò, C bò nhá. Đây, nhớ, không hết nhá. Ok, hiểu chưa? Đấy, đi vào nhá, chân vuông, cái gốc chân asin này, được chưa? Xong 12. Mình học 12, học lại lần hình sắt của tam giác nào. Tam giác này ABC tam giác vuông nào, sin gì nhỉ? Gì sin đi đâu, chắc đây nào, sao mấy giờ sin đi đâu nhỉ, sin gì đi đâu nhỉ, sin đi đâu, chắc nào, chắc liên tục nào, sin làm sao, sin bằng gì, chắc đi, ừ đúng rồi, sin đi học đi vào đây đối trên huyền đi nào, nào vừa học vừa chat nhá, cốt làm gì, cốt không hư đúng rồi,
Đi vào về hiểu bài đấy, không hư. Kề trên huyền. Tang làm sao? Tang sao hiểu nhá. Tang làm sao? Tan kết, đoàn kết, đúng rồi. Đoàn kết. Đối kề. Cô tang làm sao nhá? Chưa? Cô tang kết đoàn. Đấy. Học chắc nó lớp 9 là cái này nên giỏi ngay này, kết đoàn. Kề trên đối. Chưa? Xong. Đấy, ok. Tôi rất hiểu bài rồi đấy. Như là bài này thôi. Cho tam giác ABC vuông tại A. Cho dễ hình dung. Mình hình trên rồi. Cạnh A bò bằng căn 3. A cún bằng 1. Cho rất đơn giản, tính khỏi mà mấy như bài trước nhé, dễ tính hơn. Bỏ A nhân với cả bỏ C bằng chồng. Nào, là nó chả vi đâu rồi. Đã. Nếu cho làm ra nhanh, chắc được nhanh đáp án. Chưa? Nó sẵn rồi. À, thuốc thử bài không? Nhanh lắm. Nào. Nào. Gợi ý luôn này. Bảo A nhân bảo C này. À, bằng bộ dài bảo A. Ô nhân bảo C. Nhân cốt của. Đấy viết lại lớp gì đâu. Bảo A, bảo C. Ô. Hình như thằng này bảo A thì biết mấy nhỉ? Căn 3. Ờ. AC cho 1. Điều ấy. Không cho thằng bảo C à? Thấy không? Tính làm gì đây? Nào. Bảo C là mấy? Tính thế đi, tính bảo A mới tính bảo C đi. Tính thế bảo C nào, bao nhiêu? Tính đi. Tính nhanh, bảo C mấy? Nào, chắc đi, chắc bảo C bao nhiêu đây nào? Chắc nhanh thì còn học mấy con nữa nào, không kịp giờ để con hay nữa đâu. Rồi, bảo C đơn giản đúng không? Bảo C là gì? Ta ra vuông. Bảo C bình bằng gì? A bảo bình cộng với cả AC bình bằng căn 3 bình cộng 1 bình 3 cộng 1 bằng 4. Suy ra bò C bằng 2 thôi, âm 2 loại. Chưa? Nhưng chưa biết cốt. Nào, cốt của bò A bò C à? Cái này này. Thật ra thì rất đơn giản thôi, tính bò C. Bên mình có thể tính theo cách tính đúng không? Mà ở chỗ này mình có thể tính theo kiểu như là gì? Ờ, hai cách. Cách một có thể tính góc alpha. Thực ra nhiều lứa thì tính là dụng cái này coi như góc alpha đi ấy. Đúng không? Thì tính góc alpha. Tính alpha. Đó. Được. Sau đó thêm vào đây. Mình thấy thế bây giờ lên em đang làm là tối ưu như sau này. Nghe kỹ này. Tráng mới từ giờ ra. Đấy. Nào. Thay số rồi. BA. Bỏ A. Bỏ A mấy nhỉ? Bỏ A căn 3. Bỏ C 2 nhân cốt. Cốt là gì? Kề trên huyền. Kề trên huyền. Kề bao nhiêu? Kề trên thì huyền. À, có dễ thế thôi. 3 nhân 2 nhân 3. Mày. 3 huyền. Ô, 2. Bằng mấy? Sắp lên như thế nào? Con nữa nào không hết được. Nào, vậy. Rồi, nào, số 3. Thấy chưa? Đấy. Giảm con này xếp hay luôn này. Đấy. Đấy. Trong vòng 2 phút. Cái này. Thật. Xếp hay luôn. À, cái này trước là số 1. Tam giác đều cân nhé. Đều cân với nhau. Cần họ hợp nhận. Hai là ví dụ B là các giác vuông. Ba là các đều. Đấy, bài này xếp hay, đừng đưa rồi mất tích điểm tiếc. Một chữ thức rồi, chả phải làm nhiều. Cho tam giác ABC như sang hình vẽ sau. A, B, C, ví dụ 3. AB bằng 4,
5, 6. Tính. Đây này. Tính. Tính. Được 3. Tính tích. Đây của vector tích vô hướng vector a bảo nhân a c chấm. Thấy chưa? Đấy. Ôi trời ơi, tính hộ cái nào. L giảm nhiều sao tính. À thế ở sao tính như sau. Thế 1 a bảo nhân a cún bằng độ dài a bảo nhân độ dài a cún nhân cốt của a bào và a cút rồi a bào mấy 4 a cút 5 cốt cháu biết buồn miệt cho nào biết tính kiểu gì tao đang đều cân nhưng tao biết nhưng cân là vuông biết chẳng ai tính kiểu gì hai ai muốn nghe cách hai nào ai muốn nghe comment em muốn đấy siêu dễ hiểu thật đấy thật không trẻ thế nào cả như sao nhìn này à đúng nhìn này a bò nhân a cùn siêu dễ hiểu thật sự luôn nhìn kỹ này nhìn kỹ là đúng một lần nhé thì hết pin là nhiều thật để đủ sức bằng a bò là cạnh một đúng không gọi là cạnh một đi một cạnh hai a bò cạnh một bình được chưa đấy cạnh một bình cộng cạnh hai bình à cùn được chưa thử đi còn lại a bò rồi đúng không a cún rồi còn lại là gì bỏ c để hiểu chưa không đứa nào hiểu cái này bỏ đi nữa bước đến được dần này được thứ hai tại sao thì lên mạng search thôi nha sao thứ hai à. Này nhìn lại nào thay số này a bò 4 bình cộng a cún 5 bình trừ thứ hai ok chưa kịp chưa cạnh một bình cạnh hai bình trừ còn lại chia hai hiểu chưa thấy không tại sao tại vì lên mạng mà search thôi giải thích mất cả số năm chục phút là mất được chán cả cổ mất hiểu chưa hiểu không em hiểu không em hiểu cạnh một bình từ cạnh hai bình chưa có lại bình chưa có lại à nhân bình ấy thiếu có lại bình đấy à đấy thế đập thôi nhưng nhớ nó phải chung nhá nhớ nó phải chung đấy nó phải chung đấy đấy cái này hay này cái này chú ý luôn này hiểu thì hiểu chưa chưa hiểu các bạn hiểu đi nó cái này mốt dòng một dòng thôi lún luôn này nhanh lên các bạn hiểu không nghỉ này không không nghe không comment hiểu là tôi không cho bí kíp này nhá không lo toàn lại sai rồi dùng sai bí kíp là đi điểm kém này hiểu nhanh comment chưa hiểu chưa không comment hiểu là ra đảo nhá là xong ra đảo này tôi đóng sổ nhá đóng sổ này nhá à. Nhanh comment không hiểu là đóng sổ ấy nhìn thế này chú ý này kỹ này thầy nhắn cho các cháu là a bỏ a c đi thì nó cho này điều nó chết này tao bự vào này biển ra đường thấy biển này không đấy chú ý này nó mà cho gì à, thế sau này hiểu nữa không để lú đầu này cho ba nhân ac đấy làm này đập nó sai ngay làm bảo ba bình này cộng ac bình này trừ đi thằng bc bình trên hai này
Rồi rồi chưa, hiểu chưa? Chú ý này, nhìn kỹ này. Nào nghỉ mất, nghỉ mất 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 con này, thế mà chết chết này. Chừ a bò. Sẽ đổi chỗ đã. A cún. Chưa? Rồi mới làm. Đấy. Được chưa? Đấy. Hiểu không? Loan lên trên này này, đấy. Làm đi. Ok không? Hiểu chưa bí kíp đấy? Cứ tăng luôn vào là sai luôn đấy. Được chưa? Làm nhanh nào. Thấm thấm não chưa? Bò A trừ nhân A cún thì phải đổi chỗ thành gì? A bò trừ A bò nhân cún á. Rồi mới làm. Tăng luôn chỗ kia vào này sai luôn đấy luôn. Nào. Được chưa? Hiểu comment hiểu thì nhiệt tình vào, bài dạy hàng hay quá thì comment nhiệt tình vào. Dễ hiểu quá. Động lực này hôm sau buổi sau thầy giả tiếp nào. Buổi sau lon ton để làm có thêm còn thêm có link link like YouTube, link Facebook của YouTube. Đấy. Chắc nhiệt tình vào đây. Bí kíp đây có cho đâu. Lần sau thì cứ làm nào khi nào mà lên like trên YouTube cắt cắt đấy đấy cho chúng nó đỡ xem. À phải vào Zoom. Vào Zoom tương tác cái này cơ mà. Rồi. Bây giờ thế này nhá. Đấy, thật ra 3 phút thôi, chẳng qua nhiều lúc thầy cố gắng làm cho cao trào lên đấy với cả cho nó động lực lên, nhiều lúc buồn ngủ quá đúng không? Phải thế thì tình tương tác mà. Đấy. Thôi. Chào tạm biệt thầy nào. Được đó. Thả tin cho thầy, thả tin cho thầy nào. Thả tin cho thầy. Ok. Đấy. Rồi hẹn gặp lại buổi sau nha. Đó. Bye bye, chúc mọi người ngủ ngon nhá. Hello, bye bye. Chủ nhật vui vẻ. À, hẹn gặp lại với tuần sau. Những bài giảng rất hay. Đấy. Được chưa? Tạm biệt nha.